Spence, võ sĩ sức mạnh với sức ép khủng khiếp. Crawford, võ sĩ thông minh nhất mọi thời đại. Cả hai sẽ gặp nhau vào cuối tháng 7. Và sau trận đấu này mới thực sự biết ai là bộ mặt của boxing hiện đại, Spence hay Crawford. Sức mạnh hay kỹ thuật? Lối đánh nào sẽ thắng? Trận đấu sẽ được trực tiếp tại các chi nhánh của Trigger Boxing: Trigger Boxing Tân Phú, Trigger Boxing quận 7, Trigger Boxing Hà Nội. All day, every day.